người, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tăm nước Brushy. Bước 1, mình chọn đầu phun phù hợp, sau đó gắn lên trên. Khi mọi người nghe thì tiếng cạch là đã đúng rồi đấy. Tăm nước Brushy có 2 vòi phun, một đầu tiêu chuẩn và một đầu chỉnh nha, dành riêng cho những bạn điền răng. Bước 2, mình sẽ đổ nước vào đầy bình. Máy có 2 nút bấm chức năng khác nhau. Nút bên trên là nút nguồn để khởi động máy. Nút bên dưới là thay đổi 3 chế độ: làm sạch, massage và chế độ dành riêng cho răng nhạy cảm. Nút này cũng chính là nút điều chỉnh mức độ áp lực nước. Khi bạn ấn giữ nút, máy sẽ tăng dần theo cấp độ từ nhẹ cho đến mạnh. Khi sử dụng thì mình sẽ vệ sinh từ răng trong cùng cho đến mặt răng. Và nhớ là phải nghiêng máy 45 độ. Chú ý là cần vệ sinh các kẽ răng thật kỹ đó. Cuối cùng là mình xúc miệng lại với nước hoặc nước muối sinh lý. Khi sử dụng máy xong thì mình đổ hết nước đi, lau khô và cất đầu phun cẩn thận để tránh tình trạng gãy hỏng. Để tháo đầu phun, bạn chỉ cần bấm nút nhả vòi phun, sau đó cất ở phần khoang chứa bên thân máy. Giờ thì quá tiện lợi phải không ạ? Tăm nước nhà Brushy còn nhỏ gọn hơn cả chiếc điện thoại. Các bạn nhớ nha, muốn có một hàm răng khỏe mạnh thì hãy dùng tăm nước nhà Brushy mỗi ngày nhé.